Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Devil Cry tiếp nào. Bữa nay thì mình sẽ chơi lại màn này, tại lần trước là mình để ô tô cũng như vậy nè, nó chuyển qua từ màn của Nero luôn, thành ra mình đánh anh Tê nó hơi sai. Bữa nay phải chơi lại mới được, chứ không lần trước mình chơi mình nhảy cái laser không thành công. Mình cái cảm giác buồn buồn sao á. Rồi, ok. Sao? Thắng này làm vua, thua mình chơi lại gì đâu, chơi game mà, không phải cái gì đại quốc gia đại sự gì đâu mà không được gặp lại đúng không các bạn. Rồi rồi đây trở lại à, quên mất mình phải thủ sẵn cái vali này luôn. Lý do là mình phải bắn để mình lấy cái nhiên liệu này, hồi mình mới xài cái dạng tên lửa được. Bữa hôm qua quên, ấy hôm kia quên nữa đó. Ây da, nó cái đầu nó phá lâu, không biết là nó né làm sao luôn. Chưa đủ để nó bắn cái kia, quên mất. Ấn nhầm nút các bạn, quên chưa đổi lại cái shotgun. Sao không làm được vậy? Nó có một cái đòn thế rất à, cái này bắn là sao? Như mình nhớ cái đòn đó mình thi triển được rồi mà ta. Rồi khoan. Mình nhớ cái này mình thở xíu. Rồi khoan nè. Bấm làm sao cho nó, cái này là chưa bắn hết ga đâu, còn bắn nữa cơ. Cái này là chỉ chuyển hướng thôi. Nó còn một phát Dante chơi hết ga luôn các bạn. Rồi, mấy cái con này thì mình biết rồi. Đây, giữ lại á. Không có chơi ô tô, nó đào điều khiển Dante nó dễ hơn. Rồi xong đó, phải né được liền vậy nè. Quay nguy hiểm. Đấy. Cái này bắn không thấy phê. Quay. Thấy rồi mà không né kịp. Chà, mình chưa lấy lại phong độ lắm. Đây. Ồ, coi bộ là mình không biết hành quỷ thì cái này nó không nguy hiểm lắm các bạn. Phải tìm cách bắn mới được. Món vũ khí này của Dante lợi hại lắm. Dù bằng cách nào ta. Tạm thời đổi lại cái này đã. Từ nào ở đây có đồ. Lần trước là tại mình hơi buồn, mình không muốn lấy. Giờ ráng lấy coi. Nhưng phải biết hành quỷ mới nhảy hai lần được hay sao ấy. Chà. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ thôi để lần sau đi. Bây giờ cũng không có đủ. Thấy cái cục đó rồi mà chưa có lấy được. Cảnh này nếu như mà mình biến thành để coi biến ra cái dàn súng được thì hình như là mình có thể bay qua được. Đừng hết nhiên liệu giữa chừng nha. Rồi đây hên quá, Dante nhảy qua được khúc này giống như vậy. Đây tha hồ. Rồi đây nó phải mất khoảng thời gian mới thực sự là chúng ta chạy qua được. Né được rồi bạn, em Dante phải hạ kiếm xuống á. Để cái góc quay này nó phải đúng sau lưng mình, chứ còn nhiều lúc cái góc quay nó bị lệch các bạn. Rồi đây. Trở lại với khẩu shotgun nè. Shotgun mình bắn ở trên không nó lợi hơn các bạn nha. Tại vì đơn giản là khi các bạn bắn trên không á, nó sẽ được hưởng một cái lợi. Đó là Dante sẽ thực hiện thay đạn nhanh hơn.
Hộp. Rồi đây đây. Để coi không phải cái này. Ủa, thì chuyển ra cái boomerang như thế nào nhỉ? Cái súng mình nâng mát rồi mà ta. Hình như mình nâng thiếu cái gì đó thì phải, súng mình như mình chưa mát thì sao ấy. Ê, lát vô coi lại coi, mình không nhớ là mình nâng cái Gunslinger mát chưa. Chứ thấy thiếu kêu nhiều quá. Chưa mát cái Gunslinger là dở lắm đó nha. Rồi đây. Hình như lần trước mới nâng nó lên đời 2 thôi thì phải. Cái Trickmaster mình mới nâng lên đời 3. Ê trời ơi, bị y như lần trước. Cái cảnh này khó nhảy lắm. Ví dụ như nó giữ góc cái camera lúc nào đứng sau lưng nhân vật đó, nó sẽ dễ hơn. Cái này mình nhìn lệch góc cái là có chuyện liền. Cái này nhiệm vụ gì nhỉ? À, cái này là mình không cho mấy con này nó bắt cái con kia. Đây. Cũng được các bạn. Cái này dạng như ra phải quăng cái vali ra mình đè liền mà không chưa có chiêu vali. Rồi đây. Rồi rút kinh nghiệm lần trước chơi nhẹ nhẹ thôi. Đây, không có cương như lần trước nữa. Cái chiếc master là chỉ khi nào cần mới dùng. Pha đó hơi quýu đấy. Đây là chiếc master là dùng pha cuối cùng này thôi. Đúng rồi. Lần trước nhảy mất cả đống máu. Còn một lần nữa chứ đúng không các bạn, không lẽ bị quay. Ở đây nói chung là sau pha khởi động là mình trở lại ok rồi. Rồi đây nhào vô. Lần này anh lấy cái né là mấy chú được ở tàu lao với anh. Đây. Ây da. Nó còn cái khiên, nó không có nể mình. Một. 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 Này thì đỡ hả? Đỡ lúc anh còn ở dạng người thôi nhá. Còn đỡ lúc anh thành quỷ rồi là chuyện khác à. Này thì này đi, này đi. Nó bắt cái mình đang cần bắt cái thằng này, nó lại nhắm thằng kia mới nhục chứ. Này là đang dùng chiêu của Verso. Cái chiêu này nhắm hơi khó. Chiêu này chủ yếu đánh trên không. Rồi đây. Ây da. Một pha chém của mình không đủ các bạn. Ây da, né sớm quá. Đây, cho nó không kịp đỡ luôn. Ê trời ơi. Không biết hành quỷ mình thấy mình bèo quá. Đây. À lên kia là dùng shotgun nè các bạn. Rồi, lên đây làm gì với mấy cây kiếm nào. Thời gian còn nhiều, không lẽ mình sợ. Lần trước người ta cũng được A rồi chứ không phải bèo đâu. Rồi đây, nhào vô. Nó bắt mục tiêu hơi dở nha. Rồi, xuống đây nó chè. Rồi đây, làm chậm thời gian lại cho đỡ hao. Thành công. Mày chú đùa với ai. Mấy cái shotgun này đứng sát bên quất nó luôn là nó banh luôn. Mày chạy đâu. Chạy đâu, chạy đâu. Mày đùa với anh. Cho xin tí tiền. À quên.
Ấy, quên, nóng quá. Để bình tĩnh. Quên, phải đợi nó tách ra rồi mình mới được chạy qua. Nóng quá nổi mụn. Rồi, đây. Rồi. Rồi. À quên, có cái này rồi, tha hồ chơi. Nó nổ là khỏi chê luôn, con nào cũng bể hết. Cái đó là sướng nhất cho tất cả đó các bạn. Rồi xong. Giờ trở về, đấu thêm lần nữa. Đây, lần này ăn tiền đã luôn. Ủa sao không được vậy ta? À đây. Múa kiếm dài. Ây, nhảy lên không để ý. Quên làm chậm thời gian nữa. Để đổi lại cái chiếc master đi cho nó dễ. Có gì mình né. Bấm nút là Dante có hai kiểu né. Một là né thường, hai là né bằng kỹ năng chiếc master các bạn. Đây, bắt mục tiêu nó phải chuẩn. Ây, đây còn thời gian nhiều lắm, nó chưa đỏ thời gian lên là chưa có gì phải lo. Rồi xong rồi, từ không được nóng, nãy nóng rồi mới bị chín cái laser này thôi. Con kia của Nairo không đánh được. Rồi chào ngang, tôi đi. Thế xong. Rồi. Đây tiền. Lần trước buồn quá cũng thèm lấy tiền đây nữa nè, thành ra là nó mới lấy đó là mình lấy tiền được ít. Lần này chắc lấy được nhiều hơn rồi. Rồi đi thôi. Chạy một mạch vô rừng nào. Cái rừng này là mất một tập để đánh boss và một tập là để chạy thoát của nó. Rồi thôi khỏi, vẫn là A đó các bạn. Tại mình trúng sát thương nhiều quá. B luôn hả? Ờ à, vẫn được A. Còn lần này còn bèo hơn lần trước nữa. Tại cái Starlit của mình không được cao. Rồi thôi được rồi, nét. Nét luôn bây giờ luôn. Không vội. Đây. Power up, skill up đây nè. Để coi gun thì để coi. Hình như hay là phải nâng cả hai cái ta. Gunsling, à đúng rồi nè, thiếu chiêu phải rồi. Đã đủ đâu. Ơi nó thiếu cái gì. Qua để ra đây lưu phát đã. Rồi đây. Vô. Bảo nào thiếu chiêu. Rồi. Không có gì đã cười cả. Tập này đúng kiểu nhắc ma người ta các bạn. Nhưng mà nhắc ma ai, sao nhắc ma được mình. Rồi đây, biến thành vô cái kiếm này của Bezo chém khỏi chê. Rồi xong. Chứ là cái màn này mới lần đầu chơi sợ thôi chứ. Tại sợ bị lạc, cảm giác nó sợ bị lạc á các bạn không. Còn chơi quen rồi chả thấy có gì phải sợ. Rồi đường này cũng được rồi, đường kia đó đúng không các bạn. Rồi bài thiên la địa võng mà mê hùng trận với mình. Dọa ma ai. Nhảy xuống như này chơi luôn. Đây. Thường thì có địch là đi đúng được.
Đây. Rồi xong. Rồi ok đi. Để dành này hồi vô đánh boss nó mới sướng các bạn. Rồi nhưng mà mình chạy ngược lại khúc này thì hình như là nó lại ra cái chỗ khác rồi vậy. Rồi đây. Đây nó đồ thiếu gì. Rồi nhào vô mấy cưng. Nhào vô kiếm ăn. Rồi lợi hại đây. Đây anh bực rồi nha. Này thì bố láo này. Này thì cái này hồi lên chậm. Cái này đạn bắn không có lực các bạn. Nó bắn đuối quá. Mình nâng chưa có tới nên nó mới khổ vậy. Xỉu chưa? Cày thế nha. Đường này như chỉ có Nero đi được thôi, Dante đi không được hay sao ấy. Vô coi thử bất quá ra đánh chập nữa. Kiếm tí tiền xài chơi. Đúng rồi chính xác. Đường này là sập rồi. Đường này chỉ có Nero đi được thôi các bạn. Chứ lại lên chút kia phải có cái bye bye nữa. Ra nữa không? Rồi ra nữa thì ở đâu xuất hiện đi. Mấy chú chưa bị mấy con nó nhập vô thì không dọa được anh đâu. Còn bị nhập rồi thì cũng không sợ. Bắn à? Bắn này. Ra đợt 2, ra mấy con yếu không dọa được mình. Này đứng yên đó, giả dạng cây hả? Rồi đây thôi giờ để cái chiếc master có gì mình né các bạn. Tại giờ mình dùng sức không được. Rồi đây. Đây. Đây chiêu này nãy giờ mình chưa xài nhá. Đây. Đã thế chơi vào cái này luôn. Thích thì nhào vô kiếm ăn. Cho biết cái nào là gai nhọn. À mà quên mất. Đây, còn chiêu này nữa, tại chiêu này để dành đánh boss thôi. Đó rồi nhỉ. Đây, thấp đoạn kiếm liên hoàn. Chẳng qua chiêu này đánh xong rồi mình là phải thở nó dở cái thôi. Anh tê cái chiêu này không đánh xong cũng còn phải muốn kiếm mấy đường nữa. Đây. Thất đoạn kiếm liên hoàn. Cảm. Này thì đùa này. Nãy giờ là hơi bị chưa làm nóng người thôi. Mấy game hành động nhanh chóng này là chúng ta phải làm nóng người chơi nó mới chuẩn được các bạn. Này cái này là ngũ đoạn kiếm liên hoàn. Ngũ đoạn kiếm liên hoàn thì chỉ đâm một cái thôi. Nó che ngũ đoạn kiếm liên hoàn thì ra lực nó không có lực lắm. Rồi hơi lỡ rồi qua luôn vậy. Nhất thì vô được đây là coi như cũng thành công phần rồi.
mà nói chung là Dante sợ ai? Dante là kiểu bất cần mà các bạn. Rồi đây, có cái này rồi các bạn khỏi lo luôn. Con nào cũng đánh được hết. Nero còn phải làm suy nghĩ làm sao để đánh lên SS, chứ còn Dante là cứ như vậy là ăn nè. Ngủ đoạn kiếm liên hoàn. Đây là chém thường thôi. Rồi xong. Rồi cuối mà chạy qua đây là xong rồi các bạn. Rồi ra đây đụng hai cái con kia nữa thôi. Đây nhớ mà, hai con này thuộc diện hơi nguy hiểm một chút. Rồi. Bài lượng tung tăng quá ha. Đây. Ây à, cái đòn này hơi khó nhìn, tại lúc mà nó đang tung cái chiêu đó lại mình lại thường đang nhắm con khác. Thế biến thành quỷ đâm cái cho lẹ luôn. Rồi Dante thì mình nhớ rồi. Đầu tiên là chạy qua bên trái. Nói chung là đừng có để camera nó quay nhiều quá hồi mình lộn. Nói chung là đi trái là để lấy ngọc thôi. Đầu tiên là tiến. Rồi lui. Phải phải. Nói chung là Nero là tiến phải trái, còn Dante là tiến lui phải phải. Các bạn cứ nhớ vậy á. Như là mình chơi lâu rồi nhưng mà tại mấy công thức này tương đối dễ nhớ, thành ra mình khỏi cần đọc cái đó, mình thuộc công thức mình ra mình chơi luôn. Devil May Cry 3 hay là Devil May Cry phần 1 nó cũng có mấy cái nhiệm vụ từ hao hao giống vậy, ra mình cũng nhớ. Mặc dù hai phần kia thì mình coi người ta chơi không. Đơn giản là tại cái giả lập nó không có hiệu quả lắm các bạn. Điều khiển nó hơi khó, nó không có linh hoạt được như chơi bản chính thức trên PC. Ráng cho nó đầy luôn. Rồi, thưởng thức nguyên vàng đi cô nương. Ê trời ơi, đúng lúc lại nó đang biến thành cái dạng này. Ê quên mất. Dante thì không có động vật như Nero này, chỉ có chém bằng cái này thôi. Đây. Đây chuẩn bị nè. Ôi chưa gồng kiếm được. Ôi nữa hả? Ồ ba lần liên tiếp vậy cô nương, chơi dai chơi lại. Ha dễ ăn nghe tôi lắm, không dễ ăn vậy đâu. Già né không kịp. À đúng rồi, mình biến thành dạng này được mà ta lấy kiếm và go chém cho nó con. Lúc mình hero nhảy lên đà đạp cái này nó giống như là đang đánh bóc vậy. Đây nè, kiếm và go chém nó còn ngon hơn kiếm của Dante nữa. Chém mà choáng luôn rồi biết rồi. Quát rồi banh liền. Ồ oh, hay. Cái đòn này đúng là đánh mấy con bự bự nó mới hiệu quả các bạn. Tại mấy con nhỏ nhỏ thì khi đâm mình không có đâm không trúng. Rồi đây. Rồi ok. Để chơi thêm phát nữa. Rồi ok để biến thành. Ấy trời. Rồi đây, cho cô nương biết tay ngay đây. Đây. Biến thành quỷ rồi, anh không có sợ đâu. Trời. Trời. Biến thành dạng này nó bay lẹ lắm. Nó ủi không đau nữa.
chơi nó. Đây, chém liên tiếp nào. Con boss này nó tổ lái nữa chứ. Đây, xử nó. Trời ơi, vậy mà cũng đâm chơi hùng nữa. Gần phút cuối rồi. Gigamask các bạn. Lấy theo tên của một vị vua Ba Tư cổ đại nếu mình không lầm. Vua Ba Tư hay vua Lửng Hà mình không lầm nữa. Không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là cái nhân vật này khá là bá đạo ấy. Rồi, không sao, nhiêu cũng được. Lưu ý là chỉ có Nero mới có chiêu bay đạp thôi nha, Dante không có nha các bạn. S luôn. Vậy mà lấy được hơi ít ngọc các bạn. Rồi đây. Quyết tâm nâng cái súng lên mới được. Cái stylist mình chưa lên, chưa tới. Đây, Gunslinger. Rồi đây, giờ nó mới thỏa mãn được mình. Rồi, thấy cái này từ xa luôn hả? Mấy con này nó bắt mình xuống cái vực thôi, không gì đâu. Không chứ giờ mình xử nó trước luôn còn được mà. Rồi đây. Này thì ba nhát đâm nó đi rồi các bạn. Human thì hai nhát. Rồi đây. Như là giờ màn này nó không cho mình đứng yên tại chỗ thôi. Này thì à, hai nhát thôi, tại nãy có một nhát hình như mình đâm không được chuẩn lắm. Rồi đấy, con này là con khác. Rồi đây. Quay. Quên mất không được đứng. Rồi thôi kệ, đâu lâu xuống đây chơi một chút. Mát gì đâu đúng không? À đây rồi, đúng chiêu rồi nè. Anh nói nãy giờ thiếu chiêu. Rồi đây, chiêu này nó hơi mất thời gian thi triển tí thôi. Chứ mức độ hiệu quả thì không thua ai đâu. Ây da, đợt chiêu mình còn yếu, tại không biết thành quỷ. Rồi mấy thằng này nó mạnh rồi, pha nãy đúng là kiểu biến thành quỷ là nó đi rồi đấy. Rồi đây, đã thế thì ta dùng shotgun vậy. Con này ấy rồi, đúng rồi, cái chiêu được mình muốn rồi này. Cái đó mới là chiêu mình muốn đó, thay vì dùng kiếm đâm thì dùng súng bắn. Chống mấy con này rất hiệu quả luôn. Rồi lần này ba chân bốn cẳng chạy cho lại. Nó là mấy con này dính đông lắm các bạn, tại nó cũng là quỷ thường thôi, nó không phải là boss gì của màn này cả. À, nó tính là mình chưa qua được phút này đúng không? Em cứ chạy gì, em cứ chạy thôi. Rồi, vào vô. Đây, thích thì chèo, you like afternoon luôn. Rồi, xong chưa, tôi đi. Rồi, đây, vào vô tiếp. Rồi lại mấy con ma này cái gì. Rồi xuống đây. Anh dạy việc. Đấy. Dậy thôi. Dậy thôi. Rồi đợi con ma kia ra nữa là xong. Cái vali, chi vali là cũng là để chống mấy con này nha các bạn. Rồi. À quên.
nói mà. Đấy, xử nó, trời ơi, lên cái chế độ này nó lì quá. Cái này bắn không phê các bạn. À quên mất mình đang để chế độ này. Lột, cái này mới đúng. Rồi, tốt. Quay. Để cây ghê chứ. Cái con nó phá mà tại mình thấy nó mình phải né. Rồi xong. Anh cây chú lắm rồi nha. Để cho anh đi đó. Mình đụng mình đốt cái rừng này lâu rồi các bạn. Đối phó với những cái thế lực mà ở trong rừng cây là chúng ta chỉ có dùng hỏa công thôi, chứ dùng mấy món khác là nhiều khi là nó còn hạn chế nhiều cái. Rồi đây bắn còn dưới cái cây nữa là nhục không. Lại nữa rồi. Rồi đây, hãy xem đây, thất đoạn kiếm liên quan. Ông phải ném cái cà, né, ông hất kiếm qua mới né được. Cái thế võ của đó của Dante mạnh nhưng mà nó bị khiếm khuyết đó. Đây. Rồi đây, vô ta là vô hay, thế vô ta là vô hay. Này thì ăn một quả tên lửa. À, hụt. Quê là quê là quê là quê. Tam ăn là dễ chết lắm. Ra thôi. Tam thần lục kế, tủ gì thượng sách các bạn. Rồi. Còn ai nữa ra đây cho anh dạy việc cái. Rồi xong rồi đúng không? Nó đông quá. Để có chỗ nào đó nó đứng mà nó không chơi được mình á, mình mới quăng cái vali ra được. Rồi phân cho một phát. Dạ, quay không được. Cái này nó đang chơi táp táp chỗ này, mình bị dễ bị rớt xuống đây quá. Không được, cái này bắn mới được có hai phát mà chỗ này hẹp quá, không dùng tên lửa được. Dạ, tên lửa là vũ khí lợi hại nhất của Dante trong cái phần này, nhưng mà nó bị dở một cái á. Rồi xong là vô những chỗ hẹp nó không có xài được. Cái vali này phải biến thành quỷ thì nó mới phát huy tối đa sức mạnh của nó. Để đổi qua cái sọt gân các bạn. Rồi đây. 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 Này nhào vô. Mình phải đề phòng mấy con mà nó đang bị nhập các bạn, nên nó có cái lưỡi dao á, phải né. Chỗ này là mình đâm cũng dễ lệch lắm, tại vì nó có mấy cái hố thì lúc thành mình bay qua luôn. Tính chơi anh à. Ây da, lợi hại đấy. Lần này anh bắt dính chú rồi nha. Sao hả? Rồi, khúc đó là không có, khúc đó mà có cái chỗ này chống trải này, dùng cái dạt tên lửa là ngon. Không sao. Rồi đây mà giờ chưa có đủ đô để xài dạt tên lửa các bạn. Rồi. Đấy, lại bị nữa, cái súng này nó bắn bị động quá. Dày đi cho nhanh.
loại con nào xong con đó luôn. Bắn cũng bắn hộp. Này thì có mấy cái lưỡi dao mà anh sợ, sợ chú à. Ở trên không nó vẫn tung cái lưỡi dao ra được nha các bạn. Wow trời, né giỏi đấy, né giỏi đấy. Ba cái thôi, thằng bắt đầu nó tung cái lưỡi dao ra rồi. Rồi xong. Sao lấy thêm một chút tiền các bạn. Cứ chơi đi không lỗ đâu sợ. Nếu mà màn này nó tính thời gian mình á thì nhiều khi mình bị trừ điểm cái vụ thời gian thôi. Đây, cho chú biết thế nào là lễ độ. Một phát tao đã banh cái lưỡi dao chú liền. Này đi. Này đi. Này thì lưỡi dao lợi hại quá. Lợi hại quá, lợi hại quá. Đây. Này thì quê rồi nha, nãy giờ. Quê là quê là quê là quê đúng không? Này, này đi, này thì sao hả? Bắt khó anh nữa hết. Rồi thôi đi thôi các bạn. Rồi đi đi đi. Đây không có gì đáng đâu các bạn. Đây nguyên đây, ở bên đây có nguyên cục ngọc bự chà bá. Rồi đây, cứ đâm tới như vậy thôi, đâm tới đánh cục ngọc mình lợi nhất luôn. Mà ở khu này không mà các bạn cứ retire cái màn này các bạn chơi lại hoài á là được 4.500 rồi. Nếu mà các bạn chơi vai Nero mới bắt đầu xuất phát ở đây nè. Cái này nhiệm vụ gì ta? Hả? Royal Blocker. À cái này là phải chơi đỡ các bạn ơi. Mà đỡ cái này khó lắm. Cái này phải chơi cái này nhiệm vụ của Dante. Mình chưa nâng vô cái đường đỡ rồi, cái Royal này là cái đường đỡ á, để coi thử chơi đường đỡ rồi nó làm sao. Rồi. Rồi đánh đi tôi đỡ. À, trời ơi. Chơi như vậy luôn rồi sao rồi. À rồi ok, cũng không khó lắm. Chỉ còn canh đúng lúc nó đánh á, tung cái đòn đỡ mình ra thôi. Này nó có thể chơi cái chiêu này. Sao không sao? Đỡ liên tiếp 5 cái đúng không? À rồi. Ok, nhiệm vụ này hơi khó đấy. Bật cái chú rồi nha. Này này bật chú rồi đấy. Giờ không thèm đỡ nữa là quất luôn. Mà một con hơi dễ đánh hơn các bạn. Hai con đông quá khó đỡ lắm. Rồi đây. Cầm lại. Đây. Cái trời. Làm lại. Nó chơi cái đòn này không biết lúc nào nó chơi đòn nào luôn. À, khó thế nha. Bực rồi. Không đỡ gì hết trơn. Chơi là phải chủ động, đỡ đỡ đỡ, đỡ cái gì. À, rồi vậy đi. Nhưng vui không cần làm đâu, bực mình lắm. À, ok, chúng ta về tới lâu đài rồi các bạn. Xong về tới lâu đài là ngon rồi. À thôi thằng này muốn ép khó lắm. Đây.
đây Ngọc lấy được khá nhiều. Cái stylist thì không được cao lắm, phải cao thêm xíu nữa mới được. Rồi thôi cũng tốt. Rồi thôi video kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.